Diego Maradona và cậu con trai 17 tuổi đều đeo mặt nạ kính chống Covid-19 khi đến sân xem đội bóng ông đang huấn luyện là San Lorenzo. Huyền thoại người Argentina tuân thủ tuyệt đối các quy tắc phòng chống dịch khi ông còn chuẩn bị thêm nước rửa tay khô. Tuy nhiên, hình ảnh Maradona đeo mặt nạ kính bị nhiều người so sánh với hình ảnh nhân vật hoặc hình Buzz Lightyear trong phim Toy Story. Huyền thoại bóng đá Maradona tỏ ra vô cùng bức xúc khi bị ghép ảnh với nhân vật này. Và mọi người đừng quên đăng ký hội viên của Victor Zero, được chúng mình đính kèm link ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Nếu như cuộc sống mà hoàn hảo quá, chưa chắc sẽ mang đến trọn vẹn niềm vui. Thú thực, trong vai trò là cả cầu thủ lẫn người xem, ai mà chẳng muốn có những màn xử lý đẳng cấp, kỹ thuật khiến tất cả phải ngợi khen. Nhưng việc thỉnh thoảng thế giới bóng đá đón nhận những diễn viên vô tình lưu lạc khiến khán giả được chứng kiến những pha xử lý vô cùng lóng ngóng cũng là chủ đề khá thú vị và hài hước. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chứng kiến lại những màn xử lý đi vào lòng đất, có phần hơi quê của các cầu thủ chuyên nghiệp nhé. Trong ngày buồn của Real Madrid khi họ chính thức trở thành nhà cựu vô địch Champions League sau 3 năm liên tiếp thống trị, cái tên Frenkie de Jong hiện ra như một sao mai sáng nhất đêm hôm đó. Màn trình diễn siêu hạng của tiền vệ người Hà Lan được khẳng định rõ ràng nhất chỉ trong pha đi bóng này. Anh đã khiến tất cả tài năng trẻ được kỳ vọng lớn, Vinicius Junior lẫn kim cương quả bóng vàng lúc đó Luka Modric cùng ngã sấp mặt trên sân. Đây là màn chào giá ấn tượng nhất của de Jong khi anh sẽ là người của Barcelona mùa giải sau đó, với mức phí lên tới 85 triệu euro. Trái với hình ảnh ngã dúi dụi trước đó, pha bóng này đã lấy lại hình ảnh của người thủ lĩnh hàng tiền vệ Real Madrid cũng như đội tuyển Croatia, người chấm dứt chuỗi thống trị danh hiệu cá nhân của cặp đôi Messi-Ronaldo. Gặp lại Frenkie de Jong, nhưng lần này Modric đã cho người đàn em biết thế nào gọi là gừng càng già càng cay. Một pha nhảy múa trước hàng thủ Barca biến anh chàng thủ môn thành diễn viên trong một bộ phim bi kịch, rồi tung một cú vẫy má tinh tế, tất cả được Modric gói gọn trong hai từ đẳng cấp. Một pha bóng tương đối phi thể thao. Không biết hai anh chàng này có thù hằn gì với nhau hay không mà cầu thủ mang áo nâu đen đã phi thẳng cả hai chân của mình vào cặp giò của đối thủ. Tình huống xấu chơi này đã nhận rất nhiều sự phẫn nộ của cầu thủ trên sân và những người đồng đội của nạn nhân đã không ngần ngại lao thẳng vào xử hung thủ đúng theo kiểu giang hồ. Cũng dễ hiểu cơn tức giận đó, bởi vì pha đạp ác ý này có thể lấy đi toàn bộ sự nghiệp của chàng cầu thủ thiếu may mắn đang nằm đau đớn trên sân. Một pha bóng mà 3 đánh 1, nhưng bên bị chột với què lại là bên Đông Hương. Tình huống ngã không thể vô duyên hơn của chàng trai áo trắng này đã làm đồng đội của anh cũng ngã theo cho đỡ cô đơn, mở ra khoảng trống để đối thủ có cơ hội.
Ấy thế mà nỗi bất hạnh của thủ môn đội áo trắng vẫn chưa hết, khi mà cú dứt điểm không thành công của tiền đạo bên kia đã được người đồng đội còn lại cụ thể hóa thành bàn thắng phản lưới nhà đẹp mắt. Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội bóp đậm sâu. Mấy người chơi gì kỳ cục, ăn mừng mà cứ gõ đầy người ta thế nhỉ? Tôi giỏi bây giờ, mấy ông nhớ mặt tôi. Vẻ mặt không thể quạo hơn của anh chàng cầu thủ khi liên tục bị đồng đội xoa đầu thô bạo để chia vui sau bàn thắng. Thôi mà, mấy anh cũng chỉ muốn trêu tí thôi, mình vừa ghi bàn mà, cười lên em, mặt mũi gì mà trông như mất sổ gạo vậy? Ngày thứ N của đại dịch Covid, tôi thấy đâu đâu cũng là khán giả. Rõ ràng mặc dù bóng đá đã trở lại sau thời gian trì hoãn do Covid-19, nhưng việc khán giả vẫn chưa thể vào sân đã khiến chúng ta phải cảm thấy một sự trống vắng quá lớn nơi góc khán đài. Và những siêu sao bóng đá là những người cảm nhận rõ nhất nỗi nhớ của những tiếng hò reo trong mỗi trận đấu. Cristiano Ronaldo đã có màn tự sướng khi tưởng tượng xung quanh anh toàn người hâm mộ và anh đi qua đập tay họ, làm như vậy cho anh bảy nguôi ngoai nỗi nhớ các fan của mình. Một trong những kỹ thuật siêu hạng mà chỉ có Lukaku có thể làm được thời gian còn là nghệ sĩ nhân dân tại nhà hát của những giấc mơ, đó chính là chiêu thức giật mình thần thánh khi có bóng. Và đương nhiên khi phục vụ đội tuyển Bỉ, chàng tiền đạo cao to này vẫn không quên skill tủ của mình. Được một chân truyền thượng hạng như Kevin De Bruyne tạo cơ hội, Lukaku thực hiện động tác đánh gót nhưng bóng không đi vào lưới mà từ chân này qua chân kia của tiểu voi rừng rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Khi trót mang tâm hồn mỏng manh, dễ xúc động nhưng lại phải đi làm cầu thủ bóng đá. Một combo dứt điểm mãi không vào trái bóng của anh chàng này, cộng thêm các động tác vung tay có phần yểu điệu thục nữ, khiến khán giả phải đặt câu hỏi liệu chàng cầu thủ của chúng ta có phải đang sợ trái bóng bị đau hay tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Thank you.
Một pha xử lý bóng hơi cồng kềnh của Sturaro bên phía Juventus. Sau khi có cú vấp bóng, chàng trai mang áo số 27 có màn quay một vòng trái đất mà vẫn chưa xác định được trái bóng giờ đang ở phương nào. Đến khi phát hiện ra thì quả bóng đã được đối thủ của anh xử đẹp. Chắc hôm đấy mạng nhà Sturaro hơi lát nên phần loạt tin hơi có vấn đề. Vừa rồi là những pha xử lý lóng ngóng của các cầu thủ khiến cho chính bản thân anh ta cùng khán giả cảm thấy khá bối rối và hài hước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.